Dạo gần đây, hình ảnh những ngôi nhà tàng hình ở Hà Giang được chia sẻ trên các hội nhóm du lịch, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một sản phẩm của Photoshop không vì hiệu ứng thị giác ảo đến mức khó tin. Những ngôi nhà dân dọc quốc lộ 4C, đoạn nối từ huyện Mèo Vạc sang huyện Đồng Văn được tô vẽ những mảng tường lớn hình ảnh cây cối, núi non. Nhìn từ xa những ngôi nhà này tạo cảm giác như tàng hình, vì có phần sơn tường bên ngoài chìm hẳn vào phong cảnh núi non xung quanh. Đi từ xa khó có thể nhận ra đâu là nhà, đâu là rừng rậm, cây cối. Từ màu sắc đến khung cảnh đều hòa quyện đến từng chi tiết với thiên nhiên hùng vĩ bao quanh. Đây là những ngôi nhà được trang trí tranh bích họa bắt mắt nằm trong kế hoạch dự án bảo tồn kiến trúc văn hóa truyền thống bản địa và phát triển tiềm năng du lịch, thu hút du khách tới Hà Giang của lãnh đạo địa phương. Dự án này được bắt đầu thực hiện từ ngày 5 tháng 5, đến nay đã hoàn thiện 4 căn nhà đầu tiên nằm dọc quốc lộ 4C thuộc địa phận các xã Pả Vi, Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Những căn nhà được lựa chọn đa phần có điểm nhìn hướng núi rất đẹp và hùng vĩ, nhưng lại nằm ở các góc khuất, bị che chắn hoặc có diện mạo không đẹp. Với ý tưởng chính là tạo ra một không gian hòa mình vào thiên nhiên, đội ngũ họa sĩ được giao nhiệm vụ phải làm sao cho những căn nhà ấy tàng hình, nằm im cùng những ngọn núi phía sau. Một số căn nhà mà người dân đang xây dựng dang dở, chưa có điều kiện xây chát hoàn thiện sẽ được địa phương hỗ trợ tôn tạo, sau đó vẽ tranh tường miễn phí. Do vậy, độ tỉ mỉ, hoàn thiện của các bức tranh phải đảm bảo tối đa nhất. Họa sĩ đã tiến hành các nghiên cứu về địa hình, cảnh quan bao quanh những ngôi nhà. Bức tranh trên tường từ xa nhìn như thế nào để khớp với chỏm núi kia là điều khiến các họa sĩ tốn rất nhiều thời gian. Các bức tranh với nội dung tái hiện khung cảnh quê hương, những hình ảnh quen thuộc như ngói âm dương, hàng rào đá, cây sa mộc, nương ngô. Theo họa sĩ Dương Bá Hùng, một họa sĩ tham gia dự án, quá trình làm đẹp cho cung đường này được chúng tôi thực hiện từng bước một, sẽ có một vài căn nhà hoàn thiện trước, sau đó tham khảo đánh giá khách quan của cộng đồng, du khách rồi tiếp thu và sửa sang thêm. Anh Hùng cũng cho biết thêm, quá trình thi công tương đối khó khăn vì những ngôi nhà ở đây phía trước là mặt đường, phía sau lại là vực thẳm. Ekip không thể bắt giàn giáo mà phải sử dụng toàn bộ bằng gậy hoặc đu dây để vẽ. Mỗi công trình được vẽ hoàn thiện trong khoảng 2-3 ngày. Những bức tranh tường độc đáo, nhiều màu sắc ấn tượng không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc, cũng như kiến trúc nhà ở của người dân Mèo Vạc mà còn giúp du khách hiểu hơn về quê hương, nếp sinh hoạt của bà con vùng cao. Sự thay đổi trên, bước đầu đón nhận nhiều phản hồi tích cực của cả người dân lẫn du khách khi đi ngang cung đường này. Hầu như cả khách Tây và khách Việt Nam đều yêu thích với diện mạo mới của những căn nhà và đều muốn dừng lại để chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi nhà tàng hình, các tín đồ du lịch còn đang truyền cho nhau những điểm check-in mới ở các căn nhà người Mông có mặt sàn bao trọn sông Nho Quế. Tuy nhiên, những địa điểm này đã bị cấm chụp hình để đảm bảo vấn đề an toàn cho du khách. Trên các diễn đàn du lịch xuất hiện loạt hình ảnh du khách chụp tại một địa điểm nhìn thẳng ra sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Trong ảnh, du khách thường ngồi trên một mặt sàn bê tông cao 4m, không có rào chắn và thả hai chân xuống dưới. Địa điểm trái chim này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên không ít tranh cãi. Bên cạnh những lời suýt xoa về vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá, đa số du khách đều cho rằng việc ngồi vắt vẻo bên mép vực để chụp ảnh như đang đùa với tử thần. Trên thực tế, mặt sàn bê tông được nhiều du khách đến sống ảo trong thời gian qua là phần lan can thuộc căn nhà của một cặp vợ chồng người Mông ở thôn Mã Pí Lẻng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Mặt sàn dày khoảng 15 cm, chỉ rộng 1-2m và cao 4m do căn nhà được xây trên địa hình dốc. Để đến góc che chin, du khách phải mon men theo bức tường bên hông nhà. Chụp ảnh từ vị trí này, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, cảm giác như đang chênh vênh bên mép vực. Phía sau là hẻm Tu Sản với những ngọn núi đá vôi khổng lồ và dòng sông Nho Quế uốn lượn bên dưới. Dọc đoạn đường ở thôn Mã Pí Lèng còn nhiều căn nhà được xây dựng với kết cấu tương tự, có độ cao 4 đến 10m và phần lan can trống trơn. Gần đây, một số hướng dẫn viên khác cũng dẫn du khách trong tour của họ đến chụp ảnh khi nhìn thấy địa điểm này trên mạng xã hội. Những hình ảnh du khách ngồi vắt vẻo trên một mặt sàn bê tông cao để chụp ảnh nhận về loạt ý kiến trái chiều vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, hướng dẫn viên tiết lộ độ cao từ mặt sàn bê tông xuống đất chỉ khoảng 4m, bên dưới là mặt phẳng giống như ruộng bậc thang chứ chưa ra đến vực sâu, do góc chụp nên mới tạo ra bức ảnh như lơ lửng trên không như vậy. Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, cũng chia sẻ rằng địa điểm này nhìn bên ngoài không quá đáng sợ, do các bức ảnh đã được chỉnh sửa khung nên du khách nhìn như đang ngồi treo leo. Tuy nhiên, vì nơi đây không có rào chắn và thiết bị bảo hộ, cộng thêm diện tích sàn bê tông hẹp, không cẩn thận sẽ trượt chân xuống dưới, gây ra thương tích. Nếu chen chúc đông người để chụp ảnh có thể xảy ra tai nạn khác, ảnh hưởng đến nhà dân. Mặt sàn bê tông bao trọn khung cảnh sông Nho Quế gây xôn xao cộng đồng du lịch là điểm chụp ảnh tự phát, không thu phí tham quan, không thuộc quản lý của chính quyền địa phương. Do góc chụp và cắt khung, du khách nhìn như đang chênh vênh bên mép vực. Để tránh rủi ro, chính quyền địa phương đã tạm cấm chụp ảnh. Trước đó, mỏm đá, sống ảo ở xã Pải Lủng cũng cấm chụp ảnh, làm rào chắn ngăn du khách vào trong vì một du khách nước ngoài ngã xuống khe đá, chân bị thương nặng. Tương tự, để đảm bảo an toàn cho du khách,
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc và Ủy ban Nhân dân xã Pả Vi đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pí Lèng cấm du khách tự ý vào căn nhà để chụp ảnh. Theo ông Lào Mí Chức, trưởng thôn Mã Pí Lèng, mặt sàn bê tông cách mặt đất không quá xa nhưng có sự nguy hiểm nhất định. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ lập thêm hàng rào để hạn chế những sự việc không may. Tôi là Trang Trần đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.